Wow, một cái hồ cá coi rất là tuyệt vời luôn cô chú chị. Wow. Oh. Nhà đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn. Mến chào cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đang xem video hôm nay. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì chúng sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư xem qua một căn biệt thự, một căn biệt thự có hồ cá coi, có hồ bơi, có khu tiểu cảnh sân vườn, có diện tích bề ngang là 16m và chiều dài là tới 40m ha. Có một căn biệt thự phải nói là đẳng cấp tuyệt vời, nhưng mà giá thì rẻ ngang một căn nhà phố. Nhà cô chú anh chị, rẻ ngang một căn nhà phố. Căn này thì nằm ở tại phường, phường này là phường Phú Thọ đúng không ạ? Phường này phường Phú Thọ đúng không bạn? Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ha. Thì căn này có hướng là hướng đông bắc, phù hợp với mệnh Tây Tứ Trạch ha. Cô chú anh chị nào mà đang quan tâm tìm cho mình một căn biệt thự thì không nên bỏ qua cái cơ hội, cũng giống như là cái căn nhà này nha. Đó, mọi người thấy mé bên tay phải chung là cái hồ cá coi, và mé bên tay trái là một cái hồ bơi. Khu tiểu cảnh sân vườn nó đẹp như thế này thì cô chú anh chị còn chần chờ gì nữa mà không xem hết cái video này. Đó, toàn cảnh căn nhà bên trong mà hôm nay chúng sẽ review qua cho cô chú anh chị cùng xem nha. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta cùng xem hết video hôm nay. Vâng, đây thưa cô chú anh chị, một căn biệt thự cực kỳ VIP luôn ha. Có hồ cá coi, có hồ bơi, có khu tiểu cảnh sân vườn. Quá VIP, quá đẳng cấp luôn. Phù hợp với đại gia đình chúng ta nghỉ dưỡng ha. Và quan trọng là nằm ở ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nằm ở phường Phú Thọ ha cô chú anh chị. Đây, đây là cái mặt tiền chính của nhà chúng ta đây cô chú anh chị. Đường thì mặt tiền đường nhựa ha. Đó. Rồi, chúng sẽ quay cận cảnh video này gửi đến cô chú anh chị, quý hàng, quý nhà đầu tư xem nha. Mọi người xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Vâng, đây là cái cung đường trước cửa nhà chúng ta ha. Nhà chúng ta là từ cái điểm này nha cô chú anh chị, từ cái bờ rào này qua tới bên kia luôn là 16m bề ngang ha. 16m bề ngang. Và chiều dài là tới chiều dài là đến 40m nha. Và tổng diện tích là hơn 500m² nha cô chú anh chị. Hướng cái hướng này là hướng đông bắc, phù hợp với mệnh Đông Tứ Trạch nha. Phù hợp với mệnh Tây Tứ Trạch. Cô chú anh chị nào mà đang tìm cho mình một căn nhà, một căn biệt thự nghỉ dưỡng thì không nên bỏ qua cái biệt thự này. Đây là cái cung đường phía trước, đường rộng lên đến 10m thông luôn. Còn đây là cái khu cảnh quan khu vực sân vườn nhà chúng ta đây. Đó, bước vào bên trong chúng ta sẽ có hai nhà, chúng ta có hai lối đi ha. Một lối bên này là đi ô tô và lối bên kia đi xe máy nha. Bằng tất cả làm bằng cột thì ốp đá nè, và bên cửa cổng thì làm bằng nhôm đúc ha. Nhìn rất là sung túc luôn, nhìn rất là hầm hố và đẹp luôn nha mọi người. Nhìn cái cửa cổng không là đã thấy chất lượng ha. Bước vào bên trong thì mé bên tay phải chung sẽ có một cái khu tiểu cảnh là hồ cá coi ha. Hồ cá coi đây là một cái khu tiểu cảnh sân vườn ở cái góc nhà chúng ta đây. Có một cái hồ cá coi rất là đẹp nè. Hồ cá coi nước rất là trong, trong xanh mát lạnh luôn. Ở đây thì nếu ai mà yêu thích cá, yêu thích khung cảnh thiên nhiên thì hãy về đây và hòa mình với thiên nhiên nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Nội một cái lan can mà của hồ cá thôi mà cũng đã nó đẹp có như vậy rồi nè. Từ phía trong đây chúng ta nhìn ra ngoài ha. Đây khu, còn khu mé bên tay trái hồ á thì đây chúng ta sẽ có một cái hồ hồ tắm nè. Đây là cái hồ bơi.
hồ bơi phía trước nhà ha. Và đặc biệt anh chủ này anh rất là gọi là yêu thích thiên nhiên, muốn cái gì đó nó hòa mình với thiên nhiên. Đây là thả những con chim cu gáy rồi những chú chim là hót nhảy ở trong một cái lồng AV này ha, ở dưới những cái gốc cây và những cái lồng AV có những chú chim là tung tăng nhảy múa nè. Mấy bên kế bên cái hồ bơi mình á sẽ có một cái hàng trúc quân tử, và đây là chính diện của mặt tiền căn nhà. Căn nhà là một trệt một lầu mái ngói ha, một trệt một lầu mái ngói. Đây là cái khung cảnh phía bên dưới hồ bơi đây. Đó. Mùa hè nóng nực mà nhà chúng ta có một cái hồ như vậy thì không còn gì để chê đúng không ạ? Đó. Nhà đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn, chuyên nhận review khí gửi những căn biệt thự đẹp, những ngôi nhà đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà có biệt thự đẹp mà muốn bán hoặc là muốn mua thì liên hệ ngay với mình nha, qua số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ đến tận nơi và review chi tiết cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta cùng xem. Rồi thì sau khi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết bên trong đây, khám phá xung quanh các khu vực sân vườn của căn nhà này đi. Rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong căn nhà chính để mà review cho cô chú anh chị cùng xem. Đó, đây là cái khung cảnh mà thiên nhiên ở bên ngoài, cái mảng xanh, nó gọi là mảng xanh ha cô chú anh chị. Bên này thì có một cái khu nhà xe ha, nhà xe, nhà mát và khu tập thể dục thể thao. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá vòng quanh căn nhà trước đi. Rồi tí nữa thì mình sẽ đi vào bên trong. Đó, khu vực này thì chúng ta đậu được khoảng 2-3 chiếc ô tô ha. Ở trong này nhà xe thì đậu được khoảng 2 chiếc, ngoài khu vực sân vườn bên ngoài thì mà sân chúng ta đậu được 2-3 chiếc nữa. Ô tô ấy nha, còn xe máy thì đậu bao la. Khu vực này á, thì gia chủ làm một cái khu vực là tập thể dục, làm phòng gym. Nó quá tuyệt vời luôn. Đây cuối vườn nhà chúng ta đây, chiều sâu từ mặt tiền chính vô tới đây là tới 40 mét nha cô chú chị. Khu vực này là trồng những giò lan. Đây cũng là cái hồ, cái chậu cây kia bây giờ là làm hồ cá. Tường cao bảo vệ cho căn nhà của chúng ta nó thêm vững chắc hơn ha, an ninh tốt hơn. Khu vực phía sau này á, là khu vực nhà bếp ha, nhà bếp thông thoáng, rồi về nhà vệ sinh ở phía sau. Chúng đi quay một vòng đi rồi tí nữa thì mình sẽ vào chi tiết bên trong. Đây khu vực bếp ha, ăn uống ở ngoài này, rồi đây có hai nhà vệ sinh, một nhà tắm và một nhà vệ sinh. Khu vực bên đây thì nó cái thế đất là thế đất nở hậu ra nha cô chú chị, nó nở ra như đó. Đó bên khuôn viên này ha, bên khuôn viên này thì làm nhà kho nè, rồi phòng phơi đồ nè, cả khu vực này ha làm nhà kho và khu vực phơi đồ. Đây là từ phía sau ha, khuôn viên phía sau nhà, chúng ta đi lên phía trước. Đây là có cửa ra hậu nè, đi vô trong nhà, cửa hậu ra bên cửa bên hông, cửa phía trước. Ở căn nhà rất là thoáng ha. Đó, đây là toàn cảnh từ bên trong nhà, chúng ta nhìn ra phía bên ngoài đường ha. Đó, từ đó ra
qua tới bên kia luôn là 16m nha cô chú anh chị, 16m và chiều sâu là 40m. Trên sổ nhà chúng ta là công nhận là 524m2. 524m2 thì bao gồm là có 130m2 đất thổ cư và khuôn viên xây dựng căn nhà rất là đẹp luôn. Đây là cái cảnh quan xung quanh khu vực trong nhà, ngoài sân vườn trước đi, xong là tí nữa mình sẽ vào chi tiết bên trong hơn ha. Đây là bên hông này có cái đường luồng gió thoáng là đây ra tới đằng sau ha, làm cho căn nhà của chúng ta nó thêm thoáng mát ha. Đó, đây là một cái góc chiêu rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó, một cái chiêu là ở bên góc hồ bơi á, ta nhìn ra phía bên ngoài đường ha, tuyệt vời luôn, rất là nhìn nó cảm giác rất là mát mẻ ha. Căn nhà này là có hướng đông bắc nha cô chú chị, đông bắc phù hợp với mệnh tây tứ trạch. Cô chú anh chị cùng các bạn nào mà đang tìm cho mình một căn nhà, một căn biệt thự nghỉ dưỡng thì không nên bỏ qua cái video hôm nay. Vâng, để ngắm nhìn lại một lần nữa toàn cảnh mặt tiền căn nhà ha. Căn nhà thiết kế theo cái cách là hai mặt như thế này, một mặt chính và mặt bên hông, quay ra đất đẹp như thế ha, có hồ cá coi, có khu vực hồ bơi. Đẹp luôn. Và chung tiết lộ với cô chú anh chị rằng cái mức giá bán thì khá hấp dẫn luôn đó mọi người, khá rẻ, khá hấp dẫn. Rồi xin mời cả nhà cùng di chuyển vào bên trong để cùng khám phá cái căn nhà này nha. Bước vào bên trong thì có hai chú sư tử đá hai bên để trấn giữ cho căn nhà của ta nó thêm gọi là phong thủy tốt ha. Vâng, đây là cái khu vực phòng khách. Phòng khách là rộng rãi, thoáng mát như thế này, có một bộ bàn ghế gỗ rất là to, không kể tivi ha. Toàn bộ không gian khu vực phòng khách rất là rộng luôn nè cô chú chị. Căn nhà chúng ta là nhà hướng đông bắc. Và căn nhà này nằm ở tại đường Lê Hồng Phong nha, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sát bên cái trục đại lộ Bình Dương luôn nha cô chú chị. Đây, khu vực ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một phòng khách và một cái khu ngoài sinh hoạt chung cho gia đình, một phòng ăn, phòng bếp phía bên dưới. Còn khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới đất dành cho người già, người lớn tuổi hoặc là những ai mà không thích lên lầu ha, một cái phòng rất là lớn luôn. Hiện tại thì nhà gia chủ đang ở nên chung cũng không có tiện quay bên trong nhiều ha. Và đây là cái khuôn viên phía sau. Đây chúng ta có thể làm phòng hội họp, phòng ăn hay là phòng sinh hoạt chung của gia đình. Đó, đây là khuôn viên phòng bếp chính của căn nhà, phòng bếp, phòng ăn. Nhưng mà căn nhà này hiện tại thì đã có cái phòng bếp ở phía sau á, nên gia chủ cũng muốn nấu nướng ở bên ngoài nó sạch sẽ hơn và nó thông thoáng hơn. Đó, nên cái bếp này cũng ít có khi sử dụng lắm nha. Nếu mà nhà chúng ta mà nói chung có khách khứa gì đó là nấu hai khu vực bếp thì khá tiện luôn. Đó. Đây là khu vực bếp này nè ha. Bếp này thì công năng đầy đủ tiện nghi. Đây là cái khu vực phía sau nhà đây. Sau nhà cũng có một cái bếp như thế này. Bếp là bếp ngoài trời hay là nấu nướng ở ngoài này thì nó thông thoáng hơn. Nó sạch sẽ hơn. Đó.
Thì sau khi khám phá một vòng ở bên dưới hết rồi thì chúng mời cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư theo chân Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn mình đi di chuyển lên bên trên lầu để khám phá thêm nha. Vâng, đây là cái khuôn viên, cái cầu thang lên trên lầu đây. Vâng, đây là cái khu vực trên lầu. Trên lầu thì chúng ta sẽ có một cái khu vực là phòng khách ở giữa này, ngồi để sinh hoạt chung cho các thành viên trong gia đình ha. Và ở bên đây thì chúng ta sẽ có một phòng, hai phòng, ba phòng. Và đây là cái phòng thứ nhất ở trên lầu ha. Nhà thì hiện tại đang có người ở nên chúng cũng hạn chế quay bên trong. Đây là nhà vệ sinh ở giữa để sử dụng cho khu vực trên lầu nè. Là trên lầu có gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách sân thượng. Đây là khu vực, đây là phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Vậy là nhà này tổng cộng là 4 phòng ngủ ha. Phòng nào cũng rộng nha cô chú chị. Còn đây là một phòng, phòng ngủ nữa. Phòng nào cũng rộng như thế này. Có đầy đủ đồ đạc trong nhà. Gia chủ hiện tại đang ở. Nhà vệ sinh ở bên trong. Còn đây là khu vực phòng thờ của gia tiên. Thì bất cứ ngôi nhà nào cũng có nơi thờ tự trang nghiêm nhất của căn nhà ha. Đây là khu thờ tự của gia chủ. Phía trước là ban công và cái sân thượng ha. Đó, lan can cầu thang. Từ phía ban công ở bên trên á, chúng ta nhìn xuống ra bên ngoài là nhìn ra ngoài phía mặt tiền ha. Đó là mặt tiền của căn nhà chúng ta phía đó cô chú chị. Và đây là mé bên nè. Từ trong nhà mình ra là nhìn mé bên tay phải là hồ bơi, mé bên tay trái là hồ cá coi. Nếu mà đi ở bên ngoài vào thì mé bên tay phải là hồ bơi, mé bên tay trái là hồ cá coi ha. Mé bên tay phải là hồ cá coi và mé bên tay trái là hồ bơi nha. Đó. Từ trên lầu mà chúng ta nhìn xuống nó đẹp ha. Quá tuyệt vời luôn. Nói như vậy là Trung cũng vừa mới quay qua cho cô chú anh chị cũng quý hàng, quý nhà đầu tư xem qua một căn biệt thự ha. Một căn biệt thự có hồ bơi, có hồ cá coi, có khu tiểu cảnh sân vườn. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt căn biệt thự này là có tới một phòng khách, hai phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng thờ sang trọng lịch sự ha, và khu tiểu cảnh sân vườn đầy đủ công năng sử dụng hết. Và quan trọng là căn này là nó nằm ở tại phường này nó thuộc phường phường Phú Thọ, ngay đường Lê Hồng Phong đi vào nha cô chú chị, ngay đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ha. Thì căn biệt thự mà Trung vừa quay qua thì có diện tích bề ngang là 16m và chiều sâu là 40m, tổng diện tích là 524m2, có 130m2 đất thổ cư, có một xây dựng một căn nhà một trệt một lầu, có hoàn công đầy đủ như thế này. Và giá đang chào bán 15 tỷ giảm còn 11 tỷ 500 triệu đồng. Nhanh tay gọi ngay cho kênh Nhà đất Sài Gòn. Thì giá này thì thương lượng trực tiếp với bên chủ nhà. Ai quan tâm thật sự thì liên hệ ngay với kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Căn nhà là hướng đông bắc nha cô chú chị, phù hợp với mệnh Tây tứ trạch. Rồi một lần nữa Nhà đất Sài Gòn rất cảm ơn mọi người luôn đồng hành và theo dõi hết video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.